Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục Điểm tin tối tại SNews. Ngay bây giờ sẽ là những tin tức chính có trong ngày. Hôm nay ngày 29 tháng 3 sẽ có những tin tức đáng chú ý sau. Một đoạn quảng cáo liên quan đến thuốc xương khớp đã gây ám ảnh cho nhiều cư dân mạng. Ông Hoàng livestream Trung Quốc xác lập kỷ lục bán hàng mới. Thiếu gia Hà Thành Tuấn Hải bị bóc phốt nhận vơ hai đôi giày 41 triệu tặng bạn gái, cùng nhiều tin tức khác đáng chú ý trong 24 giờ qua. Một đoạn quảng cáo liên quan đến thuốc xương khớp gây ám ảnh hiện nay đang khiến cho rất nhiều cư dân mạng cảm thấy khó chịu. Một đoạn quảng cáo gây ám ảnh trong thời gian gần đây, đó chính là đoạn quảng cáo có lời thoại rằng: "Bà con ai đang gặp các vấn đề về xương khớp gọi cho tôi cam kết chữa khỏi 100%. Cụ thể, theo đoạn clip quảng cáo, một người tự xưng là lương y PTL đã tuyên bố: "Bản thân cô đã chữa hơn 40 năm, chưa có bệnh nhân nào là không khỏi từ Nam ra Bắc, chỉ sợ những người không uống thuốc của nhà cô thôi, uống là sẽ khỏi 100%. Được biết, các loại thuốc được quảng cáo này đều là thuốc nam và nó xuất hiện liên tục với tần suất khá dày đặc, khiến không ít người xem thuộc lòng lời thoại. Cụ thể, một vài cư dân mạng đã chia sẻ như sau. Bạn TDT, 26 tuổi, cho biết: "Tôi xem một clip khoảng 15 phút thì nó xuất hiện đến 2 lần, cứ đang say sưa theo dõi thì lại bị ngắt bởi câu bà con, ai đang gặp các vấn đề về xương khớp gọi cho tôi, đến mức cảm thấy khó chịu." Chung nỗi niềm, bạn MV cho hay, chỉ cần xem YouTube trên TV, điện thoại hay máy tính, đoạn quảng cáo này đều xuất hiện, chỉ trong một buổi tối mà không dưới 5-7 lần nghe đoạn quảng cáo ám ảnh. Chẳng biết công dụng của thuốc này đến đâu, nhưng khiến người xem cảm thấy mệt mỏi, khó chịu là có thật. Ngoài ra, những người dùng khác cũng cho biết, bản thân vốn không có nhu cầu về các loại thuốc xương khớp, cũng không tìm kiếm trên bất cứ nền tảng ứng dụng nào, nhưng đoạn quảng cáo này vẫn không ngừng xuất hiện. Liên quan đến vấn đề này, theo thông tin từ Dân trí, Google vốn có chính sách về chăm sóc sức khỏe và các sản phẩm thuốc, trong đó thuốc chính là mặt hàng không được phép chạy quảng cáo tại Việt Nam. Theo chính sách của Google nêu rõ, chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định quảng cáo về chăm sóc sức khỏe và thuốc, do đó chúng tôi hy vọng rằng quảng cáo và đích đến tuân theo các luật và tiêu chuẩn ngành phù hợp. Một số nội dung liên quan đến chăm sóc sức khỏe hoàn toàn không được phép quảng cáo, trong khi các nội dung khác chỉ được quảng cáo nếu nhà quảng cáo được chứng nhận với Google và chỉ nhắm mục tiêu đến các quốc gia được chấp thuận. Mới đây, ông Hoàng livestream Trung Quốc đã xác lập kỷ lục bán hàng mới lên đến tổng giá trị là 300.000 USD. Trong một chương trình bán hàng trực tuyến kéo dài 12 giờ, ông Hoàng livestream nổi tiếng tại Trung Quốc đã bán số sản phẩm trị giá 300 triệu USD. Theo thống kê của nhà cung cấp dữ liệu truyền thông xã hội, buổi livestream của ông Hoàng livestream đã thu hút 4 triệu người xem. Tổng cộng, ông Hoàng Sinba đã bán 16 triệu sản phẩm với nhiều mặt hàng đa dạng như dầu gội hoặc điện thoại thông minh. Số lượng hàng hóa có giá trị tương đương 305,7 triệu USD. Vào tháng 11 năm 2020, phiên livestream bán hàng của Sinba từng đạt doanh thu 221 triệu USD. Việc Sinba liên tục lập kỷ lục là minh chứng cho thấy tiềm năng phát triển của thị trường livestream bán hàng trong đại dịch COVID-19. Được biết, ông Hoàng livestream Trung Quốc từng có thời gian bị tẩy chay và đuổi việc. Cuối năm 2020, cơ quan quản lý thị trường Quảng Châu phát hiện Sinba quảng cáo tổ yến giả. Sau vụ bê bối, Sinba bị nhà chức trách Trung Quốc xử phạt hơn 137 USD. Ngoài ra, Sinba đã gửi lời xin lỗi khách hàng và đề nghị bồi thường gấp 3 lần giá trị sản phẩm, theo yêu cầu của luật quyền người tiêu dùng Trung Quốc. Thiếu gia Hà Thành Tuấn Hải đang vướng phải tin đồn, nhận vơ hai đôi giày lên đến 41 triệu để tặng bạn gái. Nguyễn Huỳnh Diệu Linh, một trong những thí sinh được chú ý của Hoa hậu Việt Nam 2020, mới đây vừa gây xôn xao với những story công khai bóc phốt người cũ. Theo đó, trên phần story của trang cá nhân, Diệu Linh đăng tải bức ảnh chụp hai đôi giày kèm dòng trạng thái: "Chuyện cũng lâu rồi mà buồn cười quá, tình cờ đọc được một bài báo cộng thêm vài câu chuyện bên lề. Chẳng hiểu hai đôi giày tự mình mua, tiền mình trả, lại được một nhân vật nào đấy post lên bảo là quà cho mình. Làm phụ nữ bây giờ cũng khổ, phụ thuộc thì dễ bị mắng, mà độc lập cộng không may thì gặp ngay phết lác. Còn đàn ông biết cách sống là khéo lắm, vừa được tiếng lại không mất đồng nào. Thôi cũng may là mình mới bị tiếng được tặng hai đôi giày, chứ để bị tài sản to như nhà cửa gì đấy thì thương cái phận đàn bà của chúng mình." Để làm bằng chứng cho câu chuyện trên, cô nàng còn đăng tải đoạn chat với người bán hàng ảnh chuyển khoản 20 triệu. Trước đó, bức ảnh hai đôi giày này đã quá quen thuộc. Vào dịp Trung thu năm 2020, dân tình từng nhìn thấy thiếu gia Tuấn Hải chia sẻ nó cùng dòng trạng thái: "Quà Trung thu của cô ấy." Vào thời điểm đó, dân tình ai cũng đã đinh ninh đó là quà mà anh chàng mua tặng cho bạn gái mình. Đặc biệt, đó cũng chính là khoảng thời gian mà Tuấn Hải cùng Diệu Linh bị soi ra hàng loạt hình yêu đương.
Diễn viên Lê Giang lên tiếng về những câu chuyện xoay quanh bộ phim điện ảnh Bố Già khiến cho rất nhiều cư dân mạng cảm động. Mới đây, những chia sẻ của diễn viên Lê Giang về quá trình quay phim, những câu chuyện ngoài lề và đặc biệt là cả những mẩu chuyện dễ thương về người dân lao động tại hẻm Cù Lao Nguyễn Kiệu sẽ đem tới một góc nhìn khác cho mọi người. Lê Giang mở câu chuyện như sau. Ai lạ lẫm chứ bối cảnh xóm lao động đó chị quen thuộc. Nhiều người không biết chứ từ xưa chị từng sống ở những hẻm lao động kiểu vậy rồi. Cũng buổi sáng ra ngồi giữa hẻm gọi đĩa cơm tấm rồi ăn, kêu ly cà phê của tiệm tạp hóa để uống, rồi tám chuyện với bà con lối xóm. Cuộc sống đơn giản nhưng vui vẻ, nhẹ nhàng. Tới khi quay Bố Già, lần đầu bước vô con hẻm mà chị ngỡ ngàng, cảm giác những kỷ niệm cũ nó ùa về hết. Từ không gian chật chội, mấy căn nhà kiêm quán cơm hay xe đẩy bán cà phê kiêm tiệm tạp hóa bán đủ thứ, đó chính là nơi chị từng ở. Và có lẽ người Sài Gòn nào cũng có ký ức về một con hẻm như vậy ở trong tim. Chia sẻ về một mẩu chuyện liên quan đến Trấn Thành, chị cho biết. Xin tức Trấn Thành có hôm đi ngang qua được một bà cụ nói với theo, chúc Trấn Thành gặp nhiều may mắn nha. Cậu ấy đã quay ra, dạ vâng ạ, cảm ơn rồi tủm tỉm cười hoài cả buổi hôm đó. Là con người mà được đối xử tử tế, ai không cảm thấy vui cho được. Nhất là khi làm phim, ai cũng có chút duy tâm nên khi nhận được điều gì may mắn lúc sớm là vui lắm. Chị với Trấn Thành như chị em ruột vậy, Thành thương và giúp đỡ chị từ lúc mới từ nước ngoài chân ướt chân ráo về nước, không quen ai, không có nhiều mối quan hệ, Thành có show nào đều gọi chị đi diễn, nhờ vậy nên việc làm nghệ thuật cũng suôn sẻ hơn nhiều. Không phải là người thân thiết nên bênh vực nhau, nhưng chị nghĩ bất kỳ ai từng gần gũi Thành, hiểu Thành sẽ thấy cậu ấy tốt và tử tế từ bản chất. Một diễn viên ngôi sao nhưng vẫn đối xử trước sau như một với những người bạn thân thiết từ thời còn đi học, luôn tìm mọi cách để giúp đỡ, tạo cơ hội cho những người xung quanh mình. Người đó có đáng quý không? Một người thấy con chó bị ốm cũng thương, cũng lén lén bỏ tiền ra giúp, thì liệu có thể vô tâm tệ bạc được không? Câu hỏi đó chị nghĩ mọi người đều có thể tự trả lời. Hiện nay, theo thống kê, chưa đầy 99 giây đã có đến 87 chiếc xe máy và ô tô vượt đèn đỏ tại thành phố Hà Nội. Theo ghi nhận của phóng viên báo Dân Trí, trong một nhịp đèn tín hiệu giao thông chuyển đỏ 99 giây tại hướng di chuyển từ Nguyễn Khang đi Nguyễn Ngọc Vũ thuộc khu vực ngã tư Nguyễn Khang Trần Duy Hưng Cầu Giấy Hà Nội, có tới khoảng 87 phương tiện gồm xe gắn máy và 2 ô tô vượt đèn đỏ. Điều này cho thấy trung bình khoảng hơn 1 giây đồng hồ sẽ có một người vi phạm luật giao thông đường bộ. Cũng theo quan sát của nhóm phóng viên, chỉ trong khoảng 10 phút tại đây đã có tới hàng trăm lượt xe máy bất chấp nguy hiểm để vượt đèn đỏ. Nhiều trường hợp nôn nóng bấm còi inh ỏi, sau đó vượt lên phía trước để phóng qua ngã tư dù còn hơn 40 giây nữa mới chuyển đèn xanh. Đặc biệt tại nhiều tuyến phố thủ đô Hà Nội, việc các tài xế cho xe vượt đèn đỏ hay nôn nóng bấm còi giữa ngã tư là thực trạng không hề hiếm. Tại những ngã ba, ngã tư, nhiều người bất chấp nguy hiểm, cố tình vượt đèn đỏ gây mất an toàn và trật tự giao thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm. Mặc dù đây là vấn đề không hề mới nhưng hiện nay, cơ quan chức năng vẫn chưa thể giải quyết được tận gốc do lượng người vi phạm quá nhiều, lực lượng cảnh sát giao thông còn khá mỏng nên chưa thể bao quát hết các điểm nóng giao thông, dẫn tới thực trạng đáng tiếc trên. Tiếp theo sẽ là những thông tin liên quan đến dịch COVID-19, dự báo thời tiết, giá xăng dầu và giá vàng. Tối ngày hôm nay đã kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.